Mọi người, bữa nay mình có luộc con gà, mình ăn chấm nước mắm gừng nha mọi người. Tại vì bữa nay là ngày trọng đại, bữa nay là ngày trọng đại, bởi mình luộc gà rồi mình lua thêm một cái xé gà đằng mà trộn gỏi nữa mọi người. Đây mình đem cho mọi người thấy nè, đây mình chọn thêm một dĩa nè, gỏi chứ nguyên con gà ở trên nó bự quá đi không tin nổi luôn á. Gà, con gà này mình luộc á, mình luộc xả rồi mình xé ăn thôi, ăn cùng với cơm nha mọi người, với chén nước mắm nữa nè, chén nước mắm thần thánh của mình đây, ngon lắm. Chấm mực, chấm gà, gà chấm gừng gì, ui ngon lắm. Nhà mình xé không mấy cái đùi. Mời mọi người nha. Nó ngon quá mọi người ơi. Okay. Không nhận mình chấm với nước mắm này quá trời ngon rồi mọi người. Mình chấm với mình biết kia không? Mình chấm trộn gỏi dưới này nè mọi người. Gỏi dưới cơm vô. Nãy mình ăn cơm, mình ăn gà luộc mà ăn với cơm. Bắt nó dịnh vô. Vì này thì
không mình bỏ xương đây. Con phải ăn gì đó qua đây. Tới đằng kia cũng tới nữa kìa, đằng đó. Công nhận miếng gà nó ngon đó mọi người. Mình luộc của nước của hồi lúc đầu mình có cái clip trước mình làm á, bây giờ mình làm theo công thức vậy. Nhưng mà bữa nay mình bận quá mình không có quay cho mọi người coi. Mình chỉ nấu lên rồi thôi à, tại mình bận quá. Gừng nè, ăn trong cái chén ngon quá, ngon quá phải ăn. Chả. Mọi người ơi, mình ở Mỹ á, mà mình ăn ăn gà bộ. Gà bộ thì không biết là của Việt hay là của Mỹ nha. Nhưng mà mình ăn gạo á, mình ăn gạo của Nhật. Mình ở thì mình ở Mỹ. Còn người á, thì người Việt Nam à. Người Việt Nam ăn cơm Nhật. Sống ở Mỹ. Sống ở Mỹ. Mà nói tiếng Miền à. Bắt nó lên tạo. Chưa ăn ra luôn, không gà. Để đi một mâm đó mà không ngon hả? Cái nào không ngủ. Ngon quá các bạn ơi, ngon quá. Phụ gói trắng. Ăn ké cũng ngon quá. Ừ, ăn ké ngon. Cái dĩa này không á, có gì ngon mình ăn chị. Mình chọn gỏi bắp cải á mọi người. Cái thêm củ cải trắng với củ cải đỏ mình làm dưa chua á, mình trộn vô mình làm gỏi. Vậy thôi. Chứ rau găm chứ không có gì nữa hết. Lúc nào mình cũng có trái ớt cho mọi người. Hồi xưa mình đâu có thích ăn ớt này đâu. Không còn miếng giấy này chứ không? Rồi đưa ông lấy cái mặt giấy. Hồi xưa mình đâu có thích ăn ớt này đâu mọi người. Bây giờ ăn được á, cái bắt bén thích. Và nó trị bệnh nữa đó. Bởi mình nên mình thích.
chỉ cần phi đen nè. Con lên đó. Gió bà chút sáng mà bà tưởng làm giống ma đấy, ăn quá thèm mẹ, đồ ăn ngon quá thèm vô. Thôi giờ video của quý tới đây kết thúc rồi mọi người ơi. Ăn không hết con gà. Ăn con nữa con thôi.